luôn công tắc gật đầu, còn như cam vắt từng câu, mà hay là chắc cân nhắc buồn chuyện mai gấp. Let's go. Cứ bơi vô đây nếu tôi cần rap, cứ bơi lên tay vô đây làm nhạc, cứ bay đâu đây old school hay trap. Xin lỗi em, chị đạp lộn. Chị đạp lộn. Ừ, quăng cho em đó chị. Hai. Thôi xưa nếu mà thật sự muốn giữ thì mình phải chuẩn bị trước, tức là khi mà chăm cho em bé ở trong bụng mình đã phải lo rồi, còn nếu mà sau đó thì mình cứ việc nghỉ thôi, tại vì nếu mà sinh rồi xong rồi phải tập thể dục này kia rất là tội nghiệp, tại vì rất là khó và nó đau nó nhiều lắm. Và hiện tại có đang ăn chế độ như thế nào? Dạ không, em ăn bình thường, em ăn tốt luôn, tại vì em phải có sức mới lo cho bé chứ. Đừng có lo về cái chuyện vóc dáng, cái quan trọng là mình phải hồi phục mình khỏe rồi mới lo cho bé rồi cái gì rồi tới. Cảm thấy một nguồn năng lượng rất là dồi dào từ chị. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn em. Chị rất là lo thật sự, nhìn thấy như vậy thôi nhưng mà cũng hơi lo, không phải là lo lắng gì nhưng mà là hồi hộp, bởi vì lần đầu tiên Việt Nam mình có một cái show và thật sự đó là một thời gian rất là dài. Thì hôm nay mình được ở đây, mình được thấy rapper giỏi, mình rất là vui. Chúng ta cùng đồng hành cùng chị Super ra ghế huấn luyện viên luôn nha mọi người. Ngôi nhà và tất cả những người ở trong đây đều có thể thể hiện cá tính của mình, không phân biệt là producer hay là giám khảo hay là vai vế của từng người trong này, miễn sao là tất cả bọn tôi có thể kết hợp được để có thể làm nên một cái chương trình cực kỳ vui và cực kỳ gọi là có năng lượng cho tất cả các bạn thí sinh có thể yên tâm để có thể thi và làm được nhiều thứ trong chương trình này. Thật sự thì đây là lần đầu tiên mình được ngồi ghế giám khảo luôn, cho nên là thực sự ấn tượng với tất cả các bạn trẻ ở thời điểm bây giờ, tại vì là mọi người đã truyền như là truyền thêm một nguồn năng lượng mới dành cho những người mà đã theo hát từ rất lâu như chúng tôi, nên là rất là mong ngay cả bản thân chúng tôi khi mà xem đều được truyền lửa tất cả các bạn để có thể làm việc tốt, để tiếp lửa đam mê cho hip hop càng ngày càng phát triển. Thực ra thì mình không đặt nặng quá về vai vế hay là quyền lực ở trong chương trình này, mà tại vì là tất cả mọi người đều đã từng chơi với nhau ngoài đời, và bây giờ chúng tôi chỉ việc mang những cái tình cảm anh em cũng có thể gọi là mang vào trong chương trình này. Nhường Su Boy cho tôi. Cho cái mắt kiếm của em đi. Xin lỗi em, chị đạp lộn. Chị đạp lộn. Có một thí sinh rối cả hội trường. Chết thật. Em ơi, em đại diện miền Tây. Và cái chuyện bắt kim thang là cái chuyện mà lâu đời tới nỗi mà chị không nghĩ là ai cũng hiểu vì sao nó có cái bài hát này. Nó nghe rất là lạ. Chú bán dầu qua cầu mà té là tại sao? Có ai biết câu chuyện này không? Chị có thể coi Quỳnh Lập kể chuyện ma tập 3 chị nha. Thay vì là chị coi một mình chị thì em có thể cùng chị show với tất cả những cái người khác mà không phải là chỉ có ở địa phương, không phải chỉ có ở Việt Nam, về những cái câu chuyện như thế này hay không? Mình nghĩ là Suboy cũng sẽ có những màu sắc đặc biệt để dành cho bạn. Tuy nhiên thì Suboy
lườm kìa. Mình nghĩ là Suboy không có thiện cảm mình nên mình cũng không muốn bạn về đấy. Mình muốn lắng nghe thêm. À thế à. Sẽ có nhiều thứ hơn là rap. Khi đó cái nhạc nó là cái kết quả cuối cùng và cơ hội không phải là chỉ có một đường thẳng mà sẽ có rất là nhiều đường từ các hướng. Su mới thấy được cái điều đó của Ricky Star và that's why Su mới lại đứng lên và Su dành với lại dành với tất cả mấy người này. Nhưng mà anh Binzy cũng có thể có nhiều đường bởi vì hai con người này là trời hai ơi, con người. Trời ơi, Binzy mà cho bận cái bò đồ giống vậy là chết nhở. Nếu như em đồng ý thì chị có thể chỉ cho em tất cả những cái điểm mạnh của em. Chị sẽ không phải là cái người mà ồ tôi sẽ làm bạn như thế này thế kia, nhưng em đã có rồi. Chị chỉ là người chỉ ra cái điều đó thôi. Nếu mà em về tìm được đi quanh kia chứ đừng có nói nhiều quá. Ok vậy. Lát lộ hết bí mật của tôi. Cái hở cái sơ hở là nói nhìn vô mặt nhau nói chuyện nè, ba mặt một lời nè. Anh nghĩ anh thấy được những cái lỗ hổng trong cái flow của em và anh dành rất là nhiều thời gian rèn luyện cái việc đó và anh có rất là nhiều điều anh có thể chia sẻ cho em được trong cái game này. Em ơi. Đi qua lại đây. Ai muốn nói gì phải nhìn vô mặt nhau. Em ơi, nhiều khi cái ông nội này nè, ổng biết là em là thích ổng rồi, đúng không? Ổng sợ là em sẽ rap hay hơn ổng. Đừng có nghe cái người này. Không, cái sự hâm mộ có thể nó bị lóa mắt đi, em hiểu đúng không? Rồi. Cho nên chị mới phải đeo mắt kiến đi nè. Đúng rồi. Đi qua đây. Hỏi con người ta có lời biện hộ gì hay không? Kệ mình ốm mình đi nhiều cho nó gọn. Anh nghĩ anh đã nói với em hết tất cả những gì anh cần nói rồi. Nói hết nói thôi đi về thôi chứ. Nói gì? Không muốn nói thôi đi về. Thế giới có rất là nhiều cách nhìn. Nếu như mình mở tầm mắt. Tôi thấy nha, là những thí sinh có nhan sắc làm cho giám khảo Suboy hơi khó ngồi yên đó nha. Và em là cái người mà hát cái bài mà lớp 13 đúng không? Đúng rồi ạ. Em hát về trường học mà nó ngầu hơn chưa bao giờ hết. Cho nên sẽ thấy là nếu như em muốn hiểu về cái trường học mà nó xa hơn, không phải chỉ có ở địa phương mà còn ở thế giới, em có thể. Em cảm ơn chị ạ. Sao? Sao là sao? Bình tĩnh đi cô gái. Còn ba người đàn ông chưa mở miệng đó. Justity có đồng ý hay không? Anh muốn cho em tự lựa chọn. Ok. Bây giờ là quyền quyết định của em. Trời, ta lên hốt về luôn kìa. Cái gì vậy? Sợ tình yêu. Dễ sợ thiệt. Mời em. Em quyết định chọn chị Suboy ạ. Chúc mừng em về với đội Suboy. Thưa quý vị, xin chúc mừng Tage đã về với đội của Suboy.